Hành trình khó tin trở thành đại sứ World Cup 2022 của chàng trai không có chân. What? Hẳn bạn đã biết một trong những khoảnh khắc ấn tượng đi vào lịch sử của World Cup 2022 là màn trò chuyện giữa diễn viên huyền thoại Morgan Freeman và một chàng trai trẻ không có chân. Anh là Ghanim Amoustar. Và video hôm nay sẽ chia sẻ cho bạn những câu chuyện chưa ai kể, những hình ảnh bạn chưa bao giờ thấy về chàng trai trẻ được FIFA chọn làm gương mặt đại diện của World Cup 2022. Từ khi sinh ra, Ghanim Amoustar đã mắc hội chứng thoái hóa đuôi, caudal regression syndrome, khiến phần thân dưới không thể phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc chàng trai sinh năm 2002 sẽ không có hông, không có chân và mọi cử động đều phụ thuộc vào phần thân trên. Theo dự đoán của các bác sĩ, khả năng sống sót của cậu bé Ghanim khi đó không cao và sẽ không sống sót quá 15 tuổi. Dù vậy, anh vẫn mạnh mẽ sống đến tận bây giờ là 20 tuổi. Dù khuyết tật cả hai chân nhưng chàng trai người Qatar không muốn dùng xe lăn và thường tự mình di chuyển bằng hai tay. Ở trường học, anh thường chơi bóng cùng những bạn bình thường khác, xỏ giày vào tay để chạy, để dây bóng trên sân đấu. Ghanim đang là sinh viên đại học, theo học ngành khoa học chính trị với ước mơ tương lai là trở thành nhà ngoại giao và rồi là thủ tướng của Qatar. Anh cũng mong muốn thi đấu bộ môn bơi lội hoặc bắn cung ở giải đấu Paralympic. Đáng nể hơn, Ghanim còn điều hành doanh nghiệp riêng chuyên sản xuất kem với quy mô 6 chi nhánh và vận hành bởi 60 nhân viên. Nothing is impossible, không gì là không thể. Đó là điều mà Ghanim Amoustar luôn truyền tải trên trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi của cậu. Và đó cũng là một thông điệp ý nghĩa mà ban tổ chức World Cup 2022 muốn gửi gắm. Và cũng là lý do mà chúng mình làm video này, hy vọng lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực tới tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube của chúng mình để xem nhiều video về ẩm thực và những câu chuyện thú vị trong cuộc sống nha. Bye bye.